hết lớp. Trong chương trình Việt Nam Top News hôm nay, ngày 10 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine Verocell dựa trên văn bản đề xuất của các đơn vị. Phản hồi Bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ mua 15 triệu liều vaccine Moderna. Sau 16 ngày xây dựng, bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực COVID-19 tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành. Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho nhân viên các hệ thống phân phối hiện đại được lưu thông trên đường từ ngày 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau. Cảnh sát giao thông truy đuổi xe cấp cứu chở người dương tính COVID-19 vượt chốt Bà Rịa Vũng Tàu. Thành phố Hồ Chí Minh có 2.263 thí sinh làm đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó nhiều nhất ở môn ngữ văn với 595 bài. Bất bình với thống kê, ở các quốc gia có thu nhập cao, cứ 100 người thì có 104 liều vaccine, trong khi tại các nước có thu nhập thấp, tỷ lệ này chỉ là 2 liều trên 100 người. Trung Quốc sẽ thử nghiệm tiêm kết hợp vaccine của hãng Sinovac và một loại vaccine do công ty công nghệ sinh học Mỹ Inovio phát triển. Câu lạc bộ Real Madrid khởi kiện CVC về việc La Liga bán 10% bản quyền giải bóng đá Tây Ban Nha cho quỹ đầu tư này. Quế Ngọc Hải rất vui khi chứng kiến hai thần tượng bóng đá của anh là Sergio Ramos và Lionel Messi đều gia nhập PSG mùa này. Khánh Uyên gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị những khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam Top News. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với những nội dung chi tiết của chương trình hôm nay ngày 9 tháng 8 năm 2021. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Việt Nam Top News xin gửi đến quý vị những hình ảnh cận cảnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo HCDC, trong ngày 10 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine Verocell dựa trên văn bản đề xuất của các đơn vị, trong đó có tập đoàn FPT từ nguồn 19.000 liều được Bộ Y tế phân bố hôm ngày 6 tháng 7. Riêng 1 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm mới nhận về, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm việc và chờ ý kiến từ Bộ Y tế. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các quận, huyện thực hiện tốt việc đảm bảo giãn cách, không để xảy ra lây nhiễm tại điểm tiêm vaccine và sẽ xử lý nếu đơn vị nào để xảy ra lây nhiễm. Trong khi đó, theo Sở Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 10 tháng 8, thành phố đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 310.343 người. Đây cũng là số lượng vaccine COVID-19 lớn nhất được tiêm trong ngày của đợt năm. Ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn cấp gửi Bộ Y tế về việc mua nhập khẩu vaccine phòng COVID-19. Theo đó, cùng với việc mua 5 triệu liều vaccine Moderna, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang đàm phán mua thêm ít nhất 10 triệu liều vaccine Moderna mũi tăng cường. Trước đó, ngày 9 tháng 8, Bộ Y tế đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định về việc mua 5 triệu liều vaccine Moderna trước ngày 15 tháng 8 để không để mất cơ hội mua 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Moderna trong năm 2021. Phản hồi của Bộ Y tế về việc này, ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định thành phố đã giao cho công ty Safaco thực hiện nhiệm vụ đàm phán, thương thảo ký kết hợp đồng mua vaccine. Cho đến thời điểm hiện nay, công ty Safaco đang chờ đợi đại diện của Moderna chuyển dự thảo hợp đồng để mua vaccine Moderna. Nếu hợp đồng được ký kết thì lịch giao vaccine dự kiến sẽ vào quý 4 năm 2021 hoặc quý 1 năm 2022. Sau 16 ngày xây dựng, với khoảng 500 công nhân viên làm việc liên tục, bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực COVID-19 nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch tại Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành. Bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực COVID-19 là công trình cấp bách phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thi công trong thời gian giãn cách xã hội. Hiện nay, các công trình thi công bệnh viện dã chiến đang đến giai đoạn hoàn thiện, dự kiến cuối tháng 8 sẽ hoàn thành. Bệnh viện dã chiến này dự kiến là nơi điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Bệnh viện có quy mô hơn 500 giường bệnh, dùng để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 chuyển biến nặng và nguy kịch. Bệnh viện dã chiến Hoàng Mai gồm khoảng 30 lốc nhà, thi công đồng bộ. Sau 16 ngày khẩn trương xây dựng, bệnh viện đã lắp đặt khung dàn thép, lợp mái và đang hoàn thiện vách ngăn. Dự kiến từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 8, bệnh viện dã chiến hồi sức tích cực COVID-19 sẽ hoàn thành. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản về việc tạo điều kiện cho nhân viên các hệ thống phân phối hiện đại được lưu thông trên đường từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 8 vừa có văn bản gửi cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Thành phố Thủ Đức và các quận huyện về việc tạo điều kiện cho nhân viên hệ thống phân phối hiện đại được lưu thông trên đường từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau. Sở Công Thương đề nghị Công an Thành phố, Ủy ban Thành phố Thủ Đức và các quận huyện chỉ đạo các trạm chốt phối hợp hỗ trợ và đảm bảo lưu thông cho nhân viên của hệ thống các siêu thị, cửa hàng Bình Ổn, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố theo danh sách xác nhận của Sở Công Thương.
Về hình thức nhận diện, Sở Công Thương yêu cầu các nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bình ổn được phép lưu thông trên đường từ 18 giờ phải có thẻ đeo cứng, có hình nhân viên và giấy xác nhận của đơn vị hệ thống phân phối cho từng nhân viên. Nguyễn Văn Ngọc, 38 tuổi, người phụ nữ dương tính với nCoV trên xe cứu thương về Vũng Tàu vượt chốt kiểm soát, bị cảnh sát truy đuổi chặn lại. Tổ công tác chốt kiểm dịch COVID-19 trên quốc lộ 51 giáp ranh tỉnh Đồng Nai yêu cầu xe cứu thương biển số thành phố Hồ Chí Minh dừng và khai báo y tế vào chiều ngày 10 tháng 8. Tuy nhiên, tài xế Ngọc phóng xe vượt qua, cảnh sát giao thông đuổi theo khoảng 1 km sau đó. Xe cảnh sát chặn đầu ô tô cứu thương, buộc quay lại chốt làm việc. Ngoài tài xế, một trong hai người phụ nữ trên xe 73 tuổi nhận là F0. Làm việc với lực lượng chức năng, bà cụ cho biết hồi đầu tháng 8 từ huyện Châu Đức ở Bà Rịa Vũng Tàu đến thành phố Hồ Chí Minh chăm con gái mới sinh. Mấy hôm trước bà có triệu chứng ho, sốt, đi test nhanh tại cơ sở y tế ở quận Tân Bình cho biết kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Người nhà sau đó đã thuê xe cứu thương của một phòng khám tư nhân để chở mẹ về quê. Sáng ngày 11 tháng 8, Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ có kết quả xét nghiệm PCR khẳng định bà cụ là F0 để đưa đi điều trị. Còn tài xế và người phụ nữ đi cùng phải cách ly tập trung vì là F1. Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1, thành phố Hồ Chí Minh có 2.263 thí sinh làm đơn phúc khảo điểm thi, trong đó nhiều nhất là ở môn ngữ văn với 595 bài. Theo thống kê từ Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, môn ngữ văn có 595 thí sinh, môn toán có 499 thí sinh, môn hóa có 258 thí sinh, môn vật lý có 232 thí sinh, môn tiếng Anh có 207 thí sinh, môn lịch sử có 168 thí sinh, môn sinh học với 135 thí sinh, địa lý có 128 thí sinh, giáo dục công dân với 33 thí sinh, môn tiếng Nhật có 5 thí sinh và cuối cùng là tiếng Pháp với 3 thí sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 10 tháng 8, các thành viên tham gia công tác phúc khảo sẽ xét nghiệm COVID-19, sau đó sẽ kiểm tra, kiểm dò dữ liệu phúc khảo. Ngày 12 tháng 8 sẽ có đối sánh kết quả bài thi phúc khảo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 diễn ra vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh có 89.275 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, môn văn có 82.978 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 94,3%. Môn toán có 85.927 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 96,81%. Do diễn biến phức tạp của dịch, thành phố Hồ Chí Minh không tổ chức thi đợt 2. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.000 thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp. Liên tục chương trình là một số câu chuyện thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới thúc giục 20 nhà lãnh đạo toàn cầu là những người nắm giữ quyền lực có thể đảo ngược tình hình mất cân bằng trong tiếp cận vaccine COVID-19, tham gia làm thay đổi tình hình trước đầu tháng 10 năm nay, theo hãng tin AFP. Theo thống kê của hãng tin AFP, đến nay gần 4,5 tỷ liều vaccine COVID-19 đã được phân phối trên khắp thế giới. Ở các quốc gia có thu nhập cao, theo tiêu chí của Ngân hàng Thế giới, cứ 100 người thì có 104 liều vaccine. Trong khi đó, tại 29 quốc gia có thu nhập thấp nhất, tỷ lệ này chỉ là 2 liều trên 100 người. Theo bác sĩ Bruce Orwell, cố vấn cấp cao tại Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tình trạng phân phối vaccine COVID-19 không công bằng là điều đáng hổ thẹn và đặt câu hỏi liệu tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn hiện nay hay không nếu nhiều nơi trên thế giới không thể tiếp cận vaccine COVID-19. WHO mong muốn mọi quốc gia trên thế giới tiêm vaccine COVID-19 cho ít nhất 10% dân số vào cuối tháng 9 năm nay, ít nhất 40% dân số vào cuối năm 2021 và 70% dân số vào giữa năm 2022. Trung Quốc sẽ thử nghiệm tiêm kết hợp vaccine CoronaVac sử dụng công nghệ bất hoạt của hãng Sinovac và một loại vaccine công nghệ DNA do công ty công nghệ sinh học Mỹ Inovio phát triển. Cơ quan quản lý sản phẩm y tế Trung Quốc vừa phê duyệt việc thực hiện các thử nghiệm trên ở quy mô trong nước. Theo thông báo của Inovio, các cuộc thử nghiệm dự kiến sẽ diễn ra vào mùa thu ở Trung Quốc và sẽ đánh giá tính an toàn cũng như khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch của việc tiêm vaccine kết hợp trên người từ 18 tuổi trở lên. Trong khi đó, Sinovac cho biết nghiên cứu thực hiện với 300 người trên 60 tuổi tham gia cho thấy tiêm liều vaccine thứ 3 của hãng sau khi tiêm mũi thứ 2 từ 8 tháng trở lên có thể làm gia tăng mạnh mẽ mức độ kháng thể trung hòa. Hiện trên thế giới, các nghiên cứu liên quan tới tiêm kết hợp vaccine cho thấy tiềm năng của việc tiêm kết hợp giữa vaccine sử dụng công nghệ protein tái tổ hợp của AstraZeneca và vaccine mRNA của Pfizer-BioNTech. Câu lạc bộ Real Madrid tiến hành thủ tục khởi kiện Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và đối tác thương mại CVC về việc La Liga bán 10% bản quyền giải bóng đá Tây Ban Nha cho quỹ đầu tư. Real rất tức giận với thỏa thuận được chủ tịch La Liga Javier Tebas công bố vào tuần trước. Thỏa thuận cung cấp cho đối tác CVC Capital Partners cổ phần góp vốn giải Tây Ban Nha trong hơn 50 năm chỉ với giá 2,7 tỷ euro.
Ngày 10 tháng 8, câu lạc bộ Thành Madrid phát đi tuyên bố, Ủy ban điều hành của Real Madrid đã họp và nhất trí quyết định khởi kiện dân sự và hình sự đối với chủ tịch La Liga Javier Tebas và chống lại Javier de Chami Gujaro, người đứng đầu quỹ đầu tư CVC cũng như chống lại chính quỹ đầu tư CVC Capital Partners, SICVAV, FIS. Real hy vọng động thái trên sẽ dẫn đến việc bãi bỏ hoặc vô hiệu hóa các hiệp định mà La Liga có thể sẽ đồng ý tại đại hội tiếp theo vào ngày 15 tháng 8 từ kết quả của thỏa thuận với CVC. Ngoài Real, đối thủ khác của La Liga là Barcelona cũng đưa ra những phàn nàn tương tự. Thời hạn 50 năm là quá dài và có nguy cơ ảnh hưởng đến doanh thu lớn của các câu lạc bộ, đặc biệt là bản quyền phát sóng. Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải rất vui khi chứng kiến hai thần tượng bóng đá của anh là Sergio Ramos và Lionel Messi đều gia nhập PSG mùa này. Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam hào hứng nghĩ đến diễn cảnh thế này. Messi đá phạt góc, Ramos bật cao đánh đầu, PSG vô địch C1 Champions League. Quả thực đây sẽ là một mùa giải rất đáng chú ý của PSG. Họ đã chi rất nhiều tiền để gây dựng một vị thế ở League 1 ở Pháp, nhưng chưa bao giờ trong nhiều năm qua PSG có thể nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League. PSG đã liên tục tạo nên địa chấn trên thị trường chuyển nhượng ở mùa hè năm nay. Điều đặc biệt là đội bóng nước Pháp không mất một xu nào cho phí chuyển nhượng cho Real Madrid và Barcelona để đưa hai siêu sao là Lionel Messi và Sergio Ramos về Paris. Vì cả hai đội bóng lớn của Tây Ban Nha gặp những vấn đề khác nhau trong chuyện giữ chân trụ cột của mình giúp PSG hưởng lợi. Đương nhiên sẽ có cổ động viên của hai cầu thủ trên cũng lũ lượt quay sang ủng hộ và quan tâm đến PSG, đội bóng mạnh nhất nước Pháp nhiều hơn. Quế Ngọc Hải là một trong những người hâm mộ yêu mến cả Ramos lẫn Messi. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Việt Nam Top News tối nay. Khánh Huyền xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp 5K của Bộ Y tế để dịch bệnh sớm qua đi. Khánh Huyền xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.